chào, tôi là Vân và đây là chiếc Porsche 911 Carrera với gói độ tech art đầu tiên tôi sở hữu. Cái chiếc 911 là chiếc xe mà không phải riêng mình mà rất là nhiều người thích một cái chiếc xe thể thao mà có thể đi thoải mái và cho được cảm giác tốc độ. Và chiếc này là chiếc đầu tiên mình sở hữu. Thực sự nếu mà mình đặt 911 vào cái phân khúc siêu xe á, thì có thể là nó hơi chưa tới một chút. Nhưng mà với cái hiệu suất vận hành của 911 và cụ thể là trên chiếc Carrera này và với cái gói nâng cấp của TechArt thì gần như nó đã tiệm cận với lại một chiếc siêu xe ở cái công suất là 450 horse. Cái lý do mà mình chọn 911 thay vì là chọn một cái chiếc siêu xe từ Anh hay từ Ý á, thứ nhất là mình muốn một cái xe nó có một cái hiệu suất vận hành cao nhưng mà phải ổn định. Thì đối với Porsche thì như mình nói là cái service của Porsche họ làm rất là tốt, cho nên là cái việc sở hữu chiếc xe mình không cảm thấy có một cái sự lo lắng gì về cái việc là nếu mà cần phải bảo trì, sửa chữa, thay thế một cái phụ tùng gì đó. Thứ hai nữa là cái 911 nó là một cái sự kết hợp giữa cái xe mình có thể đi hàng ngày một cách thoải mái và một chiếc xe thể thao với hiệu suất vận hành cao mà khi cần là mình vẫn có được tốc độ, vẫn có được cảm xúc của một cái xe gần như là một chiếc siêu xe. Lúc mình mua chiếc xe này thì nó là phiên bản 911 Carrera tiêu chuẩn. Và sau khi mà lấy xe về thì mình đã nâng cấp chiếc xe với tất cả những cái gói độ của TechArt. Thì đầu tiên là gồm có bộ body kit và với cái đuôi cá phía sau rất là ấn tượng. Tiếp theo đó là cái bộ mâm Daytona 2 với cái màu gold. Và từ cái màu của bộ mâm thì mình mới sơn những cái chi tiết nhấn của cái bộ body kit theo cái màu của mâm để tạo những cái điểm nhấn trên cái bộ body kit. Mình muốn một cái xe là nó hiệu suất nó vận hành nó cao hơn chút xíu nữa và cảm giác nó phải phấn khích hơn. Thì mình đã nâng cấp công suất từ cái phiên bản tiêu chuẩn là 385 horse. Thì với cái bộ Intelligent Power Kit của TechArt thì xe hiện tại nó là 450 horse. Thực ra cái mẫu 911 là cái mẫu xe mà nó được tập hợp tất cả những cái tinh túy nhất của Porsche trên cái thiết kế của 911. Cái sự kết hợp giữa công nghệ, cảm giác lái, hiệu suất vận hành và cái thiết kế nó hơi một chút kiểu classic, nó làm cho chiếc xe nó rất là đặc biệt. Thì mình nghĩ cái đó là ai mà đã thích 911 và đã thích Porsche rồi thì mình nghĩ là không thể nào mà bỏ qua một cái thiết kế như cái đời 992 này. Các cái dòng xe hai cửa nói chung thì đa phần là dành cho xe tự lái. Riêng cái 911 á, thì nó là cái sự kết hợp giữa một cái xe thể thao hiệu suất cao kèm với lại những cái tiện nghi của hãng Porsche đã mang lên chiếc 911. Cho nên là khi mà mình cầm lái cái 911 á, cảm giác nó thoải mái lắm. Là mình thích tốc độ cũng có tốc độ mà đi xa nó không có quá mệt. Với cái thiết kế của 911 thì phía trong nội thất nó rất là tập trung vào người lái. Cho nên là cái sự phấn khích đầu tiên khi mình leo lên xe đó là cầm một cái vô lăng và nhìn thấy được tất cả những cái thông số của xe ở trên cái màn hình táp lô ở phía trước. Vô lăng trên 911 là nó đã rất là tuyệt vời rồi. Nhưng khi mình đối với cái xe này thì mình có nâng cấp cái vô lăng của TechArt. Thì nó là một cái vô lăng được bọc carbon và phối cái màu da nó match với lại cái màu nội thất á, và các cái chi tiết như là cái núm Sport Chrono hay là các cái chi tiết ốc nó được sơn và nó phối màu màu đỏ với lại cái màu Truffle Brown á, thì nó cho một cảm giác là rất là thể thao. Thực sự là mình chưa tìm được một cái điểm nào mà không thích trên cái nội thất của cái 911. Thực ra khi mình ngồi vào cái vị trí ghế lái thì cảm giác thấy rất là thoải mái và gần như tất cả những thông tin cần thiết để mình có thể kiểm soát được chiếc xe thì đều có thể truy cập được rất là nhanh. Chiếc 911 khi mà mình đi hàng ngày á, mình chạy trong phố ở chế độ normal rất là thoải mái. Xe thứ nhất là nó không quá thấp
để mình phải quá e dè những cái đường nó xấu, nó hơi xấu một tí. Với cái hệ thống nâng gầm á, thì với những cái gờ thì mình có thể nâng cái gầm lên để mình có thể đi qua một cách thoải mái hơn. Về vận hành thì ở trong phố khi mình chạy chế độ normal, thứ nhất là tiếng bô xe nó không quá ồn ào, xe lên xuống rất là nhẹ nhàng, nó không có bị giật, cảm giác chân ga rất là mượt, và gần như là mình có cảm giác là mình đang chạy một chiếc sedan chứ không phải là một chiếc coupe, thì cảm giác rất là thoải mái. Kể cả ghế ngồi là ghế chỉnh điện 18 hướng có nhớ và có cái hệ thống thông hơi làm mát ghế. Cảm giác lái của cái xe rất là tốt, rất là nhanh, linh hoạt, chính xác. Và mình chạy từ đây lên tới Đà Lạt không hề cảm thấy mệt. Với cái ghế chỉnh điện thì mình có thể chỉnh ở một cái tư thế mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Thì nó không có bị quá gò bó như trong những cái ghế của những chiếc siêu xe chẳng hạn. Thì ghế của siêu xe thì nó là một cái ghế cố định, cho nên là gần như mình không chỉnh được nhiều. Cái service của Porsche rất là tốt, và việc vận hành chiếc xe này mình hoàn toàn là rất là yên tâm khi mà có hãng họ cover về các cái vấn đề về kỹ thuật. Sau gần một năm sử dụng thì chiếc Porsche 911 với gói nâng cấp từ TechAd đã cho tôi cảm giác rất là hài lòng. Và rõ ràng đây là một chiếc xe rất lý tưởng dành cho những ai muốn có một sự kết hợp giữa tiện nghi và tốc độ.